Mới đây, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường DT741 đoạn qua xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, giữa xe bán tải và xe máy khiến nam thanh niên nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, Trường Giang, 31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, điều khiển xe máy biển số 61F124037 lưu thông trên đường DT741 hướng từ huyện Đồng Phú đi tỉnh Bình Dương. Đến ấp 9 xã Tân Lập, Giang điều khiển xe với tốc độ cao tông vào đuôi xe ô tô bán tải biển số 61C51220 đang dừng đậu bên lề đường. Cú tông mạnh khiến nam thanh niên và xe máy bị văng lên phía trước hàng chục mét. Nam thanh niên nằm bất động, được người dân đưa đi cấp cứu sau đó trong tình trạng nguy kịch. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.